Xin kính chào các anh chị cô chú Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người về cái rễ mú tần mình sẽ ngâm với cái gì cho nó hợp Thế thì đối với cái rễ mú tần ở đây ở đây là một cái đống rễ mú tần mà mình chuẩn bị đóng Mình chuẩn bị đóng thì mình sẽ đóng một túi một cân này Cái rễ riêng cái rễ mú tần thì cái giá của nó là 100.000 một cân Còn cái thân thì nó sẽ là 80.000 một cân đối với một cân rễ mú tần này thì chúng ta ngâm khi mà ngâm á, thì chúng ta sẽ ngâm một cân với này 5 lít rượu thì cái vị của cái cây này ấy, thì nó khá là chát cái rễ thì đặc điểm của nó thì nó sẽ hơi hướng nó có màu hơi đỏ cái màu nó hơi sậm nó hơi hơi đỏ được chặt thành từng khúc hoặc là rễ to thì sẽ thành từng miếng như thế này cái rễ thì nó sẽ hơi hướng nó đỏ còn cái phần thân phần thân thì nó sẽ có hơi hướng là nó trắng hơn đó. hơi hướng là nó sẽ trắng hơn với mỗi một túi này sẽ là một cân mỗi một cái túi như thế này thì được đóng một cân và có giá là 100.000 thế thì cái vị của cái 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 mú tình này này thì nó sẽ có cái vị khá là chát cho nên là nhiều anh chị cô chú là mình về mình uống thì mình cảm thấy nó hơi khó uống thế thì để khắc phục cái tình trạng đó thì chúng ta làm như thế nào À, trước khi nói thì mình sẽ nói qua về cái công dụng cái mú tần này thì cái tác dụng chính của nó là có hai tác dụng chính còn những tác dụng phụ phía sau thì mình sẽ sẽ không đề cập đến bởi vì nó không nhiều thứ nhất là giúp tăng cường cái khả năng sinh lý giúp bình à, thứ nhất là tăng ham muốn thứ hai là giúp kéo dài về cái thời gian nhưng mà nó không phải là dòng kích thích mạnh cho nên là chúng ta sẽ cần phải có cái thời gian sử dụng Uh, khá là lâu dài thì nó sẽ mới có tác dụng. Uh, có những người khỏe, có những người khỏe trẻ thì cái thời gian mình đã từng thấy có những người là khoảng 10 20 ngày là đã thấy có tác dụng rồi. Có những cái người thì mình thấy là có đến 2 đến 3 tháng sử dụng thì mới có tác dụng cho nên là mọi người đừng hỏi rằng là bao nhiêu lâu thì có tác dụng. Tùy tùy cơ địa từng người, có người già, người trẻ, có người ốm, người khỏe. Cái tùy cho nên là mọi người dùng ít nhất là phải được 2 tháng hãy hãy kiên trì bởi vì đây là dòng điều trị chứ hoàn toàn không phải là cái dòng kích thích cho nên là anh em cố gắng là kiên trì một chút thế thì mỗi một gói một cân này cái vị nó khá là chát thì chúng ta sẽ sử dụng ngâm cùng với cái gì để nó đạt hiệu quả và nó có được cái vị nó dễ uống hơn một cân này thì chúng ta sẽ kết hợp cùng với lại cái một là cái táo đỏ này chẳng hạn Uh, mỗi một cân chúng ta sẽ ngâm cùng với nửa cân táo đỏ này thì ngâm chúng ta ngâm với khoảng tầm 7 lít chúng ta sẽ mua một cái bình 10 lít về chúng ta ngâm với khoảng 7 lít rượu thì nó là vừa thì anh em cứ ngâm kết hợp hai thứ này hoặc là ví dụ như là anh em có thể ngoài táo đỏ ra chúng ta không có thì chúng ta có thể kết hợp cùng với sâm cau cái uh, sâm cau này mỗi một túi này là 5 lạng thì chúng ta cũng kết hợp một cân mú tần với 5 lạng sâm cau. Sâm cau này thì cũng rẻ thôi. Ờ một cân sâm cau chỉ có 150, nghĩa là lửa cái ký này thì là 75 000 Cái này thì 100 thì cái này hai cái này là 175 với phí ship 35 000 là tổng là 210 000 Cái táo đỏ này thì giá nó cao hơn à, giá không, giá nó cũng rẻ hơn một chút. Cái táo đỏ này thì 120 000 một cân đối với cái cái xâm cau này này sâm cau này thì anh em kết hợp với mũ tần thì nó sẽ hợp hơn bởi vì là cái tác dụng của sâm cau thì nó sẽ đồng tác dụng nghĩa là nó cùng với tác dụng với mũ tần những mũi tần thì mình cảm thấy là sẽ mạnh hơn cái sâm cao này cũng bổ thận tráng dương và giúp làm giảm đau xương khớp những cái người tê bì chân tay ấy, đau nhức xương khớp ở dạng nhẹ thì hoặc là dạng bình thường ấy, không không quá lặng kiểu kinh niên nên nâu năm ấy thì chúng ta sử dụng mũ tần và xâm cao này sẽ giúp nhất là những cái người mà giúp đỡ uh, giúp nó đỡ cái bệnh đi. và nhất là những cái người mà bị tê bì chân tay ấy, là sẽ cảm thấy rất là nhanh đỡ. Đó. Thì uh, hai anh em kết hợp uh, hai thứ này với nhau thì nó khá là hợp. Đó, ngoài ra thì cái táo đỏ Tân Cương 120.000 một cân này này. Thì cái này uh, cái táo đỏ với lại táo đen ấy người ta hay gọi là táo tàu ấy rất hay có ở trong các cái vị của thuốc bắc cái táo đỏ này thì cái tác dụng của nó thì giúp bổ sung cái khí huyết này bổ não này phục hồi sức khỏe giúp cho sức khỏe về cái thể lực của mình nó tăng cường khỏe lên cho nó nhanh hơn đối với những người ốm yếu chẳng hạn hoặc là kéo dài tuổi thọ ở một số các cái tác dụng đẹp da nữa những cái loại trà đẹp da thì hầu hết đều có táo đỏ rất là nhiều loại trà đẹp ra là có táo đỏ những cái người phụ nữ có thai hoặc là những người lớn tuổi thì cũng hay lên cũng nên sử dụng cái táo đỏ này táo đỏ khô cái này thì khi mà cái sử dụng ấy, cái cái táo đỏ này khi mà sử dụng thì chúng ta có thể là khi ngâm à, có đúng, ngâm rượu thì chúng ta bỏ vào hoặc là ví dụ như là chúng ta nấu canh này nấu à, canh này hoặc là nấu món súp gì đó thì chúng ta có thể bỏ vào nấu cháo cũng có thể bỏ vào được đấy cái này ăn thẳng cũng có thể ăn được 120 nghìn một cân táo đỏ này đó. thì qua đây thì anh em có thể biết được cái tác dụng này cái kết hợp là cái mú tần này với lại cái nào đối với thân và dễ mú tần thì mình khuyên anh em lên sử dụng dễ mú tần bởi vì cái 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 giữa cái thân và cái rễ thì nó khác nhau à, về cái giá không nhiều nhưng mà cái tác dụng của rễ thì nó sẽ tốt hơn cái thân là một thân là 800.000 một cân còn cái rễ là 100.000 một cân thì hơn nhau chỉ có 20.000 thôi không đáng bao nhiêu cả đó nên là anh em cố cố gắng là thêm 20.000 mình dùng cái rễ này nó tốt hơn nó ra màu rượu nó đẹp hơn đó thì à, ví dụ như một cái cái combo này đi dễ mú tần này với lại cái nửa cân sâm cao này thì tổng cả ship của nó rơi vào là 210.000 còn ví dụ như là cái combo đối với dễ mú tần với táo đỏ này thì nó sẽ rơi vào cũng chỉ gần 200 đấy thì mọi người có thể liên hệ mua hàng qua mình theo số điện thoại ở đây 0947 585 cũng như là nhắn tin theo cái Zalo 0947 585 đấy thì anh chị em cô chú Đây. Anh chị em cô chú là à, cố gắng chúng ta chọn loại rễ thì nó sẽ à, thứ nhất là nó tốt hơn, thứ hai là nó đẹp hơn đó. Và có tác dụng hay hơn. Thì à, anh chị cô chú hãy đặt hàng mình qua số điện thoại năm rễ mú tần 100 000 một cân. Ok. À, khi mà mọi người nhắn tin hoặc gọi điện thì mình sẽ báo cụ thể cả về giá cũng như là cái cước phí ok xin kính chào các anh chị cô chú